Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật, thí chủ sao vậy? Thí chủ đừng cố như vậy, sẽ bị kiệt sức mất. Sao tim còn đau nhói, còn thấy mệt quá. Được rồi, để sư đưa thí chủ về phòng nghỉ. Tại sao tự hành hạ cơ thể đến độ suy kiệt như vậy? Đi, đi theo sư về phòng. Thành Thiên, lại đây, lại đây mẹ biểu. Con đi đâu vậy? Anh Hải, anh đừng hại con em. Thành Thiên, Thành Thiên, Thành Thiên. Tội nghiệp, lòng cô còn nặng duyên trần. Cho dù có xuống tóc đi tu đi nữa thì cái tâm cũng không bao giờ tịnh được. A-di-đà Phật. Cô ấy gắng gượng tới ngày hôm nay mới ngã bệnh. Cô ấy gần như không màng tới chuyện ăn uống ngủ nghỉ, chỉ lo làm công quả trong chùa này, rồi lo niệm trì chú. Sư có nghe qua tâm sự của nữ thí chủ này, đúng là oan nghiệt. Nữ thí chủ đang đứng trước một cuộc chiến giữa chồng và con. Nữ thí chủ là một người đàn bà suốt đời chỉ biết hy sinh cho gia đình, mà bây giờ lại là nạn nhân của sự thù hận sân si của chính những người trong gia đình của thí chủ này. Cô Tiết ơi, con đừng chạy Tiết. Lại đây, lại đây với ngoại. Ngân, lại đây, lại đây với mẹ đi. Trời ơi, đầu đặt sốt cao quá. Sư à, sư chạy ra ngoài giường hái một mớ rau má giả nát rồi bọc vô khăn vải đem vào đây cho tôi. Dạ. Ông có nghi ngờ ai ra tay sát hại ông không? Tôi cũng không biết nữa. Ra ngoài làm ăn, va chạm nhiều. Thật lòng, tôi cũng không biết là ai làm chuyện này. Ông có nhận diện được ai đã bắn ông không? Trời tối, mặc dù đoạn đường có đèn đường, nhưng vì xe chạy với tốc độ nhanh, khi bọn chúng áp sát, tôi sợ quá, nằm sát xuống xe, không nhìn rõ được mặt. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại. Ba có muốn ăn gì không để con mua cho ba? Ba vẫn còn mệt nên không muốn ăn gì. Con lo cho ông nội giùm ba. Hay là con nói với nội về nhà nghỉ rồi chiều vô đây thay cho con. Ba, hay con gọi mấy người bà con dưới quê lên chăm sóc ba nha. Không cần đâu, mấy người dưới quê lôi thôi lắm. Mình thuê điều dưỡng cũng được. Thank you.
vợ tỉnh dậy, thằng này chắc chắn có chuyện đẹp. Anh, sao anh đi lâu quá vậy? Em đói bụng muốn chết luôn á. Anh đưa con qua cho má. Nghe tin em nói ba tỉnh dậy, anh mừng quá chạy vô đây ngay, rồi tranh thủ mua đồ ăn cho em với nội. Nhưng bị kẹt xe cho nên vô trễ. Ba đã tỉnh lại rồi, em mừng quá. Không cần ăn gì em cũng cảm thấy no rồi. Ủa ba, ba, chồng con có mua ít đồ ăn sáng cho ba nè, ba ăn nha ba. Đồ ăn chồng con mua vô, ba nuốt không trôi đâu. Ba ráng đi, chỉ ăn một chút thôi cũng được. Chứ ba đừng phụ lòng chồng con nha, con năn nỉ ba đó. Ba, nghe ba tỉnh lại con mừng quá. Ba ráng ăn chút súp nha ba. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Thí chủ chưa khỏe hẳn đâu, cố làm gì? Vào nghỉ ngơi đi thí chủ à. A Di Đà Phật. Sư biết xác thí chủ ở đây, nhưng mà hồn thí chủ lại ở nhà. Nếu có điều gì khuất tất thì thí chủ về giải quyết cho xong. Khi nào lòng thí chủ thật sự thanh thản thì lúc đó thí chủ hãy quyết định mọi việc. Sư đã nhìn thấu được tâm can của con. Con thật sự rất lo lắng cho các con của mình. Đứa con trai thì không biết bây giờ đang ở đâu, sống chết như thế nào. Còn đứa con gái, liệu là nó có chịu nổi những cú sốc đang xảy ra hay không? Con đã gây ra nghiệp chướng gì mà khiến cho gia đình con tan nát như thí vậy? Chủ biết không, xuất gia có hai loại người. Một á là đi tu vì có duyên với Phật Pháp. Hai á là người muốn trốn tránh chuyện hồng trần. Nếu toàn tâm toàn ý mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thí chủ sẽ thấy hiệu nghiệm cực kỳ. Còn nếu tâm không có thì dầu có tu 10 năm đi chăng nữa thì thí chủ cũng không được công đức gì. Thưa sư, con biết là mình chưa đoạn duyên với đời. Con biết là mình đang chạy trốn. Con không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm để đối diện với sự thật ngoài kia. Con là một người mẹ tội. Con không thể bảo vệ con của mình. Thậm chí không thể vạch mặt kẻ đã hãm hại nó. Bởi vì Người đó là chồng của con. Sư dạy con đi. Con phải làm sao hả sư? Sư dạy cho con đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư cầu cho tâm thí chủ tỉnh lại, tìm thấy sự bình yên nơi cửa Phật.
Từ từ thôi con. Ba, từ từ thôi ba. Ba vẫn còn bị thương đó. Ba đã nói với con rồi, ráng nằm thêm vài ngày nữa đi rồi hãy xuất viện. Một hai con đòi về nhà. Mạng con lớn lắm, không dễ chết được đâu ba. Thôi, anh mang mấy đồ trong xe vô nhà đi. Để em với nội dìu ba vô nhà cũng được mà. Mình đi nha ba. Ba có thấy thoải mái hơn không ba? Chỉ cần về nhà là ba thấy thoải mái rồi. Ba muốn ăn gì con sẽ nấu cho ba ăn. Con cũng biết nấu ăn sao? Con có học được từ mẹ chút chút, tuy không ngon được như mẹ. Giá như bây giờ có mẹ ở nhà thì tốt biết mấy. Ba xin lỗi con, ba không muốn nhìn thấy con khổ sở như vậy. Ba vẫn cho người đi tìm mẹ. Có tin tức gì ba sẽ báo với con liền. Ba đừng lo, con không sao đâu. Con sẽ về phòng tắm rửa rồi nấu cái gì ngon ngon cho ba ăn ha. Đứng yên cho nội tắm nha, rồi thay đồ đạc đàng hoàng để lát ba qua chở con về nghe không? Con về con được gặp bà ngoại nữa đó. Ông ngoại bà ngoại ai cũng thương con hết trơn đó. Không biết bây giờ chị Xu đang ở đâu, còn cậu Thành Thiên nữa. Cầu mong cho dù ở đâu thì họ cũng được bình an. Nội ơi, sao vậy nội? Con lạnh quá nào. Để nội lau khô cho con nghe. Ông ta đã thoát chết trở về, và hình như ông ta đã nghi ngờ anh. Anh biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của ông ta. Nếu anh chết trước khi trả được thù cho em thì đã uổng phí công sức bao lâu nay của anh. Anh đã ghi lại một đoạn clip nói hết tất cả mọi tội lỗi của ông ta gây ra ở trong này. Nếu anh chết, con gái của ông ta sẽ biết hết mọi sự thật. Kim Ngân sẽ không tha thứ cho người cha ác độc này đâu. Ba ơi ba, mình về nhà đi, con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ lắm hả? Dạ. Con nít nó cần cả cha lẫn mẹ, đừng để con mình phải chịu thiệt thòi. Sao má lại nói câu này với con? Má nói ít, mong con hiểu nhiều. Hãy cứ nhìn con mà sống. Con nít nó không có tội, đừng có làm tổn thương nó. Con biết má lo lắng cho con rất nhiều, con xin lỗi má. Đừng xin lỗi má, má chẳng có gì để trách móc con. Hiểu là má lo cho con thì con phải cố gắng sống cho tốt là được rồi.
Má cất kỹ giùm con cái này, khi nào má thấy con không còn liên lạc nữa thì má đưa vợ con giùm. Cái này là cái gì? Tại sao con phải làm như vậy? Ba ơi, mình giờ đi bán. Má đừng hỏi con nhiều, con nhờ má, má cứ làm giùm con đi. Sau này con sẽ nói cho má nghe. Từ nội về đi con. Dạ thưa nội, con về. Mai mốt con qua chơi với nội nữa nha. Con về nha. Dạ. Nhớ nghe lời người lớn nha con. Thưa má con về. Ông à, Mộng Điệp à, anh hai con đang giấu má điều gì nghiêm trọng lắm. Nó đang gặp chuyện gì nguy hiểm phải không? Cha con ông nhớ phù hộ cho nó nghe. Bà nấu cháo sườn á, thường hay để nấm rơm cho ngọt lắm. Sao cô ba không dặn em để em mua nấm rơm? Tôi không nhớ. Thôi nấu đại đi, dù sao ba tôi cũng đang còn mệt mà, không có ăn được nhiều đâu. Cô ba. Gì vậy? Có tin tức gì cô bà với cậu hai không cô? Tuy con nấu không ngon bằng mẹ, nhưng bà đừng phụ công con nha. Ăn nhiều một chút nha ba. Còn để đó cho nguội, rồi chút ba ăn. Không được, bác sĩ á nhắc ba là không được cử động bàn tay nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của ba đó. Giờ con là y tá riêng của ba rồi, ba phải nghe lời con nha. Con giống mẹ nhất là cái tính chu đáo, hay chăm sóc người khác. Không biết giờ này mẹ con và anh hai đang ở đâu. Ba nghe điện thoại đi ba. Cảm ơn con. Chú Kiên hả? Có chuyện gì gấp thì hẳn nói. Tôi đang ăn. Dạ, tôi đang em nó báo về đã thấy vợ của anh rồi. Cái gì? Đã tìm thấy vợ tôi? Dạ. Hả? Ba, họ tìm thấy mẹ rồi hả ba? Cho con đi gặp mẹ đi ba. Chú tới nhà tôi ngay. Tôi muốn chú đích thân đưa con gái tôi đi gặp mẹ nó. Đại ca. Ba, họ tìm thấy mẹ rồi đúng không ba? Đúng không ba? Ba ơi, con mừng quá. Mẹ, mẹ. Cô Tiết. Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy mẹ? Người ta đã tìm thấy bà ngoại con rồi. Mẹ con mình sẽ được gặp bà ngoại. Con có nhớ bà ngoại không? Chị nhớ. Dạ con chào sư. A Di Đà Phật. Thưa sư, cho con hỏi, ở đây có người phụ nữ nào khoảng chừng 50 tuổi, người Sài Gòn mới vào đây tá túc không ạ? Người phụ nữ đó tên Linh có phải không thế? Chú đưa con gái tôi tới nơi chưa? Dạ. Hai mẹ con đã gặp nhau và ngất xỉu ngoài giường. Sư cô và con gái anh đã dìu vào chùa. Alo. Alo, anh Hải. Tôi nghe đây. Chú làm gì hét to quá vậy? Dạ, em tưởng anh ngắt máy rồi. Dạ, giờ em làm gì nữa anh? Thì chờ Tháp Tùng với hai mẹ con nó về chứ còn làm gì nữa. Lỡ chị không chịu về thì sao? Tôi cũng đang tính. Có gì gọi lại cho tôi. Dạ. Con còn chưa khỏe đâu, đừng có làm việc nhiều quá. Nghỉ ngơi một chút đi con. Không được ba, nhiều việc cần con giải quyết lắm. Con không sao đâu. Mẹ con nó đã gặp nhau chưa? Dạ rồi, hai mẹ con đã nói chuyện.
không biết vợ con nó chịu về hay không nữa. Nếu vợ con nó không về, con đi một chuyến mà thuyết phục Nhật Linh. Cái nhà này mà không có vợ con thì mọi chuyện mất cân bằng. Một tay nó đã chăm sóc, coi ngói gia đình này mấy chục năm nay rồi. Con biết cô sẽ không chịu về đâu, trừ khi tìm được con trai cô về đây. Con nói thiệt cho ba nghe đi, con không biết chút tin tức gì về thằng Thành Thiên sao? Thật sự là con không biết. Sao mọi người cứ nghi ngờ con? Nếu con không biết thì cũng nên cho người đi tìm thử, coi nó ra làm sao rồi con. Cái thằng đó sống chết thì liên quan gì tới con? Con chỉ muốn nó biến mất trong mắt con càng sớm càng tốt. Con cũng đừng nặng nề như vậy. Dù gì cũng đã chung sống trong một mái nhà mấy chục năm nay rồi. Con không có chút động lòng gì sao con? Không, một chút cũng không. Vì nó mà gia đình này tan nát. Vì nó mà con phải sống khổ sở cả một quãng đời. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Sao con cố chấp quá vậy? Trói cũng do mình, mà cởi cũng do mình. Quá khứ nặng nề như một tảng đá đeo trên lưng. Sao con không tự cởi bỏ quăng nó đi mà sống cho thanh thản? Tại sao? Tại sao mọi người cứ đổ lỗi cho tôi? Tôi đâu muốn như vậy. Nó đã xen vào cuộc đời của tôi. Giả mà không có nó, tôi và vợ tôi đâu ra nông nổi này. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ đành lòng mà bỏ con đi như vậy hả mẹ? Mẹ xin lỗi con. Mẹ không còn cách nào để chống chọi lại những gì đang xảy ra với mình. Mẹ không nghĩ được gì hết, nên mẹ bỏ đi thôi. Những ngày không có mẹ, con sống khổ sở, lo lắng lắm mẹ biết không? Con chỉ sống dựa vào mẹ, vào hạnh phúc gia đình mình. Không bao giờ con nghĩ những ngày phải khổ sở, đương đầu với khó khăn, với những điều kinh khủng đến như vậy mẹ à. Tội nghiệp con gái tôi, cả gia đình luôn muốn bảo bọc con, muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Vậy mà mẹ, hình như mọi người trong gia đình mình luôn giấu con điều gì đó phải không mẹ? Mọi người tự biến con thành một cô công chúa và cho con một thế giới màu hồng, thế giới của những câu chuyện cổ tích. Nhưng giờ con mới hiểu ra, hình như sự thật không phải là vậy đúng không mẹ? Con à, cũng chỉ vì yêu con, thương con, cho nên ai cũng sẵn sàng hy sinh, muốn mang lại cho con niềm vui. Mẹ à, con không cần những niềm vui đó, chỉ là ảo thôi. Con muốn biết thế giới thật của mình, mình đang sống ở đâu. Mẹ à, con lớn rồi, giờ con cũng là một người mẹ rồi, con đâu phải là đứa con nít nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ kể con nghe toàn bộ sự thật đi. Mẹ không thể nói. Mẹ không muốn con phải chịu nhiều đau khổ. Vậy giờ mẹ tưởng con đang sống hạnh phúc lắm hay sao? Anh hai thì mất tích, còn mẹ thì bỏ nhà ra đi. Còn chồng con luôn có những hành động kỳ quặc. Còn vừa rồi thì ba con bị người ta bắn suýt nữa thì mất mạng. Con nói gì? Con nói ba con bị người ta bắn hả? Bây giờ mấy sao rồi hả? Ba bị bắn khi mẹ bỏ đi một tuần. Con cứ tưởng mình sẽ phát điên lên,
Tại sao mọi chuyện lại đến dồn dập như vậy hả mẹ? Con không hiểu được. Nhưng giờ thì ba cũng đã hồi phục. Viên đạn chỉ cần lệch qua một chút xíu thôi là ba sẽ mất mạng. Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Đúng là đại nạn mà. Tội nghiệp cho con quá. Làm sao con có thể chịu đựng được những chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Con cũng không biết tại sao mình lại đứng vững được. Làm sao con có thể vượt qua mà không ngã quỵ hoặc phát điên lên hả mẹ? Nhưng giờ thì con đã hiểu ra rồi. Vì người thân, vì gia đình mình, con có thể làm được tất cả mẹ ạ. Mẹ ơi, con có thể mạnh mẽ được thì mẹ cũng phải mạnh mẽ lên mẹ nha. Con gái của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi. Mẹ, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được đúng không mẹ? Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, phải tin tưởng nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua đúng không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có thể theo con về nhà được không mẹ? Mẹ không đủ lòng tin con à. Mẹ không thể về nhà được. Mẹ, con biết mẹ nhớ anh hai, nhưng mà đâu có từ bỏ hy vọng đâu mẹ. Chỉ cần mẹ về nhà thôi là con yên tâm rồi mẹ. Con sẽ hối thúc ba cho người đi tìm anh hai mà mẹ. Mẹ và con cũng sẽ tìm mà. Ba sẽ không bao giờ đi tìm anh hai đâu. Sao mẹ lại nói vậy? Thì ba dẫn cho người đi tìm ra mẹ đó thôi. Con biết là ba không thương anh hai bằng con, nhưng dù sao anh hai cũng vẫn là con ruột của ba mà. Lẽ nào cha lại bỏ con mẹ? Một ngày nào đó khi con biết được sự thật, liệu con có còn thương anh hai con nhiều như vậy không? Liệu là con có khinh thường mẹ không? Hôm đó tôi ở nhà ngủ với vợ con tôi, nghe tin báo ba tôi bị bắn, tôi cảm thấy rất là bàng hoàng. Vậy ông Hải có liên kết gì với ai không? Anh có nghi ngờ ai bắn ông Hải không? Ba vợ tôi làm bên ngân hàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thích, hoặc là có những con nợ không có khả năng để trả, nên tôi nghĩ là họ đã tìm cách ám hại cha vợ của tôi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu có gì cần thiết, chúng tôi sẽ mời anh lên để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Dạ, tôi sẵn sàng hợp tác với các anh. Mọi việc ở Amtibank bây giờ thực sự là rối tung lên. Tôi đã mất phương hướng. Đầu tiên là cái chết bất thường của bà Duyên, kế đến là vụ Thành Thiên, sau đó tổng giám đốc bị ám sát. Điều quan trọng là số tiền thất thoát rất là lớn, bên công an cũng đang điều tra. Nhưng mà nói thật, làm gì có cơ hội đòi tiền người chết chứ. Mọi người thử nghĩ xem, sâu chồi lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra gần đây, thấy có chuyện gì lạ không? Tôi cảm thấy á, chuyện bà Duyên, Thành Thiên và tổng giám đốc có một mối quan hệ mật thiết, và họ đều gặp nạn trong cùng một lúc. Vậy là trước thì có mâu thuẫn rồi đó. Tôi nghĩ đúng rồi đó. Mối liên kết này tôi thấy có gì đó mờ ám lắm. Ngay từ đầu tôi đã không tin một mình bà Duyên có thể biển thủ lừa đảo một số tiền lớn như vậy. Nè, các anh các chị á, nếu như chưa có đủ chứng cứ thì đừng có nên phát biểu lung tung nghe. Điều này mà tổng giám đốc nghe sẽ phiền đó. Để chờ khi tổng giám đốc khỏe lại, chúng ta sẽ đề nghị họp cổ đông, và lúc đó chúng ta sẽ trình bày trong cuộc họp. Tôi cần gặp tổng giám đốc gấp. Dạ, sức khỏe của tổng giám đốc đã đỡ hơn chưa? Bác sĩ bắt nằm lại bệnh viện để theo dõi. Dạ. Nhưng tôi sốt ruột công việc, cho nên xin về.
cậu báo cáo sơ tình hình cho tôi biết. Dạ. Thị trường chứng khoán tuần này giảm mạnh. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số cổ phiếu mà tổng giám đốc đang nắm giữ lỗ tầm 250 tỷ. Số tiền lãi mà chúng ta phải trả cho khách hàng cho đợt huy động vốn vừa qua cũng tăng cao do nâng trần lãi suất. Số tiền mà HGS vay thế chấp cổ phiếu cho Savibank đưa vào đầu tư cho khu resort Hoàng Gia đến tháng mấy thì đáo hạn? Tháng 12 năm nay, tổng số tiền mà chúng ta phải trả cho hợp đồng này là 15 tỷ một tháng. Tôi không ngờ thị trường thế giới có nhiều biến động mạnh như vậy, kéo theo cả nền kinh tế của nước ta. Lúc đầu vay tiền để đầu tư vào bất động sản và xây dựng khu resort cao cấp, cộng với khu biệt thự dành cho đại gia, tất cả đã đóng băng, giờ không bán được căn nào. Một số công trình còn đang dang dở, vốn đọng lại đó, không có tiền để chi trả. Hiện nay phân khúc nhà giá rẻ vẫn hoạt động cầm chừng, nhưng đối với những dự án lớn thì hầu như tê liệt hoàn toàn. Resort Hoàng Gia cũng không nằm ngoài cơn bão này. Cậu phải ráng kiếm người rao bán khu đất dọc bờ biển Phan Thiết, nằm trong dự án xây khách sạn 5 sao, đào giá xuống thêm 30% cho tôi. Tôi cần tiền mặt gấp. Dạ, tôi sẽ lo liệu vụ này. Nhưng có vụ này tôi muốn báo cáo nóng với tổng giám đốc. Mấy ngày nay ở công ty họ bàn tán xôn xao lắm, nhất là các cổ đông. Sáng nay họ tụ tập ở phòng họp chính, và tôi có nghe sơ qua là... Họ đã nói gì? Cậu cứ nói đi đừng có ngại. Họ mổ xẻ những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây. Cái chết của bà Duyên, vụ ám sát Thành Thiên, và đến giờ là vụ của tổng giám đốc. Họ nghi ngờ là số tiền lớn bà Duyên đã biển thủ có đồng bọn. Họ đang đặt dấu hỏi lớn về tổng giám đốc. Công an kinh tế đã vào cuộc, đủ chứng cớ cho thấy bà Duyên là thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi sẽ tổ chức họp cổ đông vào tuần sau để làm rõ mọi chuyện. Dạ. Chắc tổng giám đốc đã mệt, tôi xin phép về ngân hàng để làm việc. Ngày mai tôi sẽ tới báo cáo công việc. Cậu cố gắng thu xếp việc bán bớt cổ phần trong MT Bank cho tôi. Dạ. Tôi xin phép. Ba nói với con là bớt làm việc lại, vết thương của con chưa có lành hẳn đâu. Di chuyển nhiều rồi căng thẳng quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Con không sao đâu, ba đừng lo. Lụa ơi, Lụa. Dạ. Con lên lấy hộp thuốc tây để trên bàn đem xuống đây cho ông. Dạ. Ờ, thôi khỏi, con uống rồi ba. Để con ra mở cửa. Con uống thêm thuốc giảm đau nghe. Buổi trưa có uống rồi phải không? Dạ. Thưa nội, thưa ba, con mới về. Ủa mẹ con đâu? Mẹ con không về sao? Con đã khóc cạn nước mắt, năn nỉ mẹ hết lời, nhưng mẹ nhất định không chịu về. Từ từ đi con, mẹ con cần yên tĩnh một thời gian. Nhưng mẹ con yếu lắm rồi, nội có biết không? Nhìn mẹ con không còn chút sinh lực nào hết. Con muốn đem mẹ về chăm sóc. Không có mẹ, cái nhà này lạnh lẽo lắm nội biết không? Ba không muốn nhìn thấy con như vậy Kim Ngân à. Ba chỉ muốn con được sống vui vẻ. Tại sao con lại tiều tụy như vậy? Ba muốn con sống vui vẻ như lúc trước. Ba đi năn nỉ mẹ về cho con đi ba. Ba đi tìm anh hai về cho con đi ba.
Không có mẹ và anh hai, con sống không nổi bà. Được được, bà hứa với con, khi nào bà khỏe lại, bà sẽ lên chùa năn nỉ mẹ về cho con. Bà phải đi tìm anh hai, như vậy thì mẹ con mới chịu về nhà. Cho tôi gặp chủ nhà. Dạ, mời mấy chú vào nhà. Con nín đi, nhà có khách. Dạ mời. Dạ. Dạ chào anh. Xin chào. Chào anh. Chào ông. Chào anh. Chào các anh. Xin chào mọi người. Chúng tôi ở đội điều tra công an quận đến đây để thông báo với gia đình một số tình tiết có liên quan đến vụ án Thành Thiên. Mời các anh ngồi. Cảm ơn. Trước hết, chúng tôi muốn hỏi thăm tình hình của anh Thiên ra sao. Từ hôm ở bệnh viện về, sức khỏe có cải thiện hay không? Hình như Thanh Thiên đã xảy ra việc gì sao? Không có, không có. Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy được không? Thanh Thiên đã mất tích gần một tuần lễ nay. Mất tích? Sao gia đình không thông báo việc này cho bên công an chúng tôi biết? Là vì lúc đầu cứ tưởng vợ tôi đưa con trai đi đâu đó, nên không nghĩ là mất tích. Giờ gia đình chúng tôi đã tìm được mẹ của Thành Thiên, còn Thành Thiên đang ở đâu á thì tôi cũng chưa biết nữa. Tôi nghĩ vụ án này càng rắc rối hơn. Đưa cô Tiết ra ngoài kia chơi đi. Khi nào công an về hãy đưa vô. Dạ. Cô Tiết ơi, đi theo cô nè. Tuần trước xảy ra một vụ án mạng ở quán bar. Chúng tôi đã thu được một vài đầu đạn được bắn ra từ một khẩu súng mà hung thủ đã dùng để ám sát Thành Thiên. Có khả năng băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ mưu sát. Vậy đã bắt được kẻ gây án chưa? Chúng lợi dụng lúc vũ trường náo loạn tẩu thoát. Công an đang điều tra. Nếu như bắt được hung thủ trong vụ án này, chúng tôi hy vọng manh mối vụ ám sát Thành Thiên cũng sẽ bắt đầu lại. Còn sao vậy? Ba sao vậy ba? Có cần đưa ba đi cấp cứu không nữa? Sao vậy ba? Không cần đâu. Gọi cho bác sĩ đi. Xin lỗi. Chúng tôi còn vài vấn đề nữa muốn hỏi thêm ông Hải. Nhưng có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ quay lại. Mọi người hãy chăm sóc cho ông ấy đi. Cảm ơn các anh. Chỉ vì vết thương nó quá nặng nên con tôi nó mất sức khá nhiều. Rồi nó còn ráng lo công việc nữa cho nên nó ngã quỵ như vậy. Để tôi tiễn các anh. Được rồi. Mời. Mẹ, con và ba rất cần mẹ lúc này. Anh nhìn kỹ đi, có phải là thằng này không? Tôi không có nhìn rõ mặt, nhưng vết sẹo thì giống lắm. 90% có thể là người này. Những thằng có vết sẹo dài trên mặt như vậy không nhiều. Thằng này em biết khá rõ. Trước kia nó thuộc loại đâm thuê chém mướn có hạn, nổi tiếng là liều lĩnh. Ra tù vào khám như ăn cơm bữa. Con rể anh đã có lần gặp nó. Đi rửa ngay tấm hình này cho tôi. Lập tức tìm hiểu điều tra về thằng này. Bằng mọi giá
phải tóm gọn nó cho tôi. Dạ. Nếu bắt được thằng này, thì chắc chắn sẽ biết được chủ mưu là ai. Có đầy đủ chứng cứ, tôi sẽ cho thằng kia lên đường luôn. Vậy trước mắt em phải cho người theo dõi thằng Đại chứ anh? Cứ làm vậy đi. Chờ tôi khỏe lại một chút rồi tính. Đối với tôi, nó chỉ là một con cừu non. Dạ, vậy anh cứ về nghỉ ngơi. Em sẽ lo việc cho anh, nha. Chú về đi. Dạ. Kim ngân hay lụa gì đó vô đi. Hải, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con. Nội, Hải, sao vậy nội? Hải, tỉnh dậy đi con. Đi đi. Nè, Hải, ba con sốt cao quá nên mê sẵn rồi. Chắc là động tới vết thương, gọi cấp cứu nha nội. Lụa ơi, lụa. Dạ, ủa ông có chuyện gì không? Đem nước ấm, vắt miếng chanh vô, lấy cái khăn lại cho ông. Dạ. Nhanh đi. Lấy thuốc hạ sốt cho ba con uống liền, lẹ lên. Nội, sao mình không đưa ba con đi nhập viện lại, con lo quá à. Chứ ba con nằm ở nhà, lỡ có chuyện gì thì sao nội? Nếu không hạ sốt được thì vài giờ nữa mới đưa nó đi. Chứ đưa ba con vô trong bệnh viện, sáng mai nó cũng đòi về. Nó không có thích ở trong bệnh viện. Anh đi lấy cho em ly nước đi. Không biết cái chuyện gì mà triệu tập mình gấp dữ vậy chị. Nghe nói tổng giám đốc chưa được khỏe lắm không biết mà vẫn triệu tập cuộc họp bất thường như thế này. Chắc là có chuyện gì quan trọng đây. Không biết ông gây thù chú quán với ai mà có người muốn lấy mạng ông ta tới như vậy. Một viên đạn xuyên qua bả vai. Nè, ba cậu khỏe hẳn chưa mà đi làm lại vậy? Dạ chưa, vết thương chưa lành hẳn. Nhưng vì ba cháu sốt ruột quá nên ba cháu mới đi. Nói thật nghe, em thì bằng mà không có ông ấy thì cũng như rắn mất đầu vậy. Vào đi. Dạ thưa tổng giám đốc, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Tôi biết rồi. Tổng giám đốc, tổng giám đốc có sao không? Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu cầm giùm tôi cái máy laptop. Dạ. Vô tới rồi kìa. Chào mọi người. Ngồi xuống đi.
Hôm nay tôi muốn tổ chức cuộc họp này để là thông báo tình hình hiện nay của MT Bank cũng như các công ty con của chúng ta. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của chúng ta, đặc biệt là chuyện của tôi. Tôi không muốn nhân lúc tôi vắng mặt, tôi không muốn mọi người đàm tiếu và nghi ngờ. Chúng ta đang gặp khó khăn lớn, ảnh hưởng từ vụ án của bà Duyên. Công an đã vào cuộc, nhưng vì bà Duyên là nạn nhân của vụ cháy, vừa là thủ phạm trong chuyên án kinh tế với số tiền lên đến cả ngàn tỷ. Hiện nay đã có kết luận sơ bộ từ phía công an, nhưng vụ án có khả năng bị đình chỉ vì bà Duyên đã chết. Thế nào đây? Giờ tôi biết làm sao đây? Vậy thì không lẽ chúng tôi chịu mất trắng số tiền đó hay sao? Không thể nào. Còn chưa có kết luận cuối cùng. Số tiền đó không thể nào bốc hơi cùng với bà Duyên được. Tôi đã được bên công an mời lên nhiều lần về vụ án của bà Duyên. Tôi là người lãnh đạo cao cấp nhất của MT Bank, cũng như với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty con. Vừa là người chịu trách nhiệm, cũng là đại diện cho các bị hại trong vụ án này. Cuối cùng thì phía công an kinh tế đã có kết luận gì về vụ án của bà Duyên chưa, thưa tổng giám đốc? Bà Duyên đã phạm rất là nhiều tội với chứng cứ thu thập được. Tạm thời, bên đó có kết luận như sau. Lợi dụng chức vụ quyền giám đốc giao dịch của MT Bank, bà Duyên đã giả chứng từ để chuyển tiền và rút tiền. Với số tiền mà hội đồng quản trị đã ủy thác cho bà Duyên, gửi vào những ngân hàng khác, bà ta đã chuyển vào tài khoản cá nhân để chi trả nợ nần. Không lẽ số tiền 350 tỷ của chúng tôi bị mất trắng? Dạ thưa tổng giám đốc. Bà Duyên đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt số tiền đó của MT Bank. Chúng ta còn biết làm gì với một người đã chết. Nhưng dù sao, cơ quan chức năng đã phong tỏa một số tài khoản cá nhân, cũng như cổ phần của bà ta để đưa vào thi hành án. Hy vọng chúng ta sẽ thu được một phần nào đó. Hy vọng đó rất là nhỏ, bởi vì bà Duyên phạm nhiều tội khác nữa. Bà ta đã đứng ra huy động vốn với lãi suất rất là cao. Các cá nhân đã tin tưởng làm hợp đồng với bà mà không đến trực tiếp ngân hàng của chúng ta. Đúng rồi. Bà ta còn dám giả chứng từ, giả chữ ký của khách hàng để chuyển tiền rút tiền nữa. MT Bank sẽ không chịu trách nhiệm với những khách hàng đó. Sai sót của họ là không đến giao dịch trực tiếp với ngân hàng mà chỉ thông qua với bà Duyên. Tụi tôi vẫn không tin bà Duyên một mình dám làm chuyện này. Đứng đằng sau bà ấy phải có người giúp sức. Đúng rồi đó. Cái khó của vụ án này là người chủ mưu đã chết, rất là khó đối chất. Vì vậy khả năng đình chỉ vụ án này rất là cao. Tôi muốn chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách đối mặt, không đổ lỗi cũng như hy vọng chờ đợi gì ở phía cơ quan pháp luật. Ông ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt, đổ tội lên đầu người chết, một mình ẵm trọn số tiền khá lớn. Sao anh nói với tôi là tụi nó đã lặn rồi? Vợ công an báo là tụi nó đã gây án. Viên đạn thu được ở hiện trường cùng với viên đạn đã gây án thằng Thiên. Tôi xin lỗi anh đã để xảy ra sơ suất này. Đúng là hai thằng đó đã bay qua Thái rồi, nhưng khẩu súng để lại, một thằng trong nhóm lấy đi khe băng khác, và rồi đã xảy ra chuyện. Anh làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Tại sao không quỷ khẩu súng đi? Giờ mà công an truy ra là cả tôi với anh đều mệt. Anh yên tâm, tôi đã báo cho đàn em, tụi nó sẽ khai là nhặt được khẩu súng không rõ nguồn gốc và vô tình gây án. Công an bây giờ không dễ qua mặt đâu. Tôi thật sự rất lo lắng. Điều mà tôi lo hơn là chuyện mất tích của Thành Thi. Nếu nó còn sống và quay về, tôi với anh mới chết chắc.
Mọi chuyện sao rồi? Dạ thưa anh, đúng như kế hoạch. Tốt lắm. Thủ tiêu nó xong, các cậu cứ trốn đi như đá bạc. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản các cậu. Dạ anh yên tâm, tối nay em sẽ cho nó về chồng bà. Alo, chú tới rồi thì vào đi. Phòng VIP 5. Anh có khách à? Có cần tôi lên mặt không? Tôi cần bàn chuyện riêng. Chút nữa gọi lại cho anh. Tôi ra ngoài. Dạ mời anh. Anh đã khỏe hẳn chưa? Chú ngồi đi. Dạ. Ra ngoài. Dạ. Sao anh không gọi em tới nhà mà lại hẹn em ra đây? Em chỉ sợ anh còn bệnh. Chú không nên xuất hiện nhiều ở nhà tôi. Vì chuyện tôi sắp giao cho chú thực hiện có liên quan đến người nhà của tôi. Anh muốn xử lý thằng con rể. Chú cũng thật nhạy bén ha. Em theo anh lâu rồi, nhìn anh muốn cái gì thì phải đoán được chứ. Chú đã điều tra ra thằng Phong Thẹo đó ở đâu chưa? Dạ chưa. Nó lặng mất tâm, nhưng trước đó có thông tin căn nhà trên kênh nước đen của nó thường xuyên tiếp mấy thằng giang hồ bên Cam về, mặt mày cháy đen. Chắc là cái đám bắn anh rồi. Nó muốn đấu với tôi tới cùng. Ừ, thì đấu. Anh muốn em giải quyết dứt điểm. Tôi đã vì con gái của tôi mà nương tay cho nó nhiều rồi. Giờ thì tôi phải cho nó biết thế nào là chống đối với tôi. Chỉ cần anh ra lệnh, mọi việc còn lại để em lo. Chú phải đảm bảo cho tôi là nó không có đường về. Em biết em đã đánh mất lòng tin của đại ca, nhưng chuyện này em sẽ lấy lại uy tín với anh. Tôi chờ tin của chú. Xong việc tôi thật lớn. À, ba về rồi. Ừ. Ba đây. Thôi, con muốn gì mà quá chừng vậy? Đồ ăn. Dạ, thưa nội con mới về. Cô Tiết, cầm sữa uống đi con. Anh, sao bữa nay anh về sớm vậy? À, sợ em nấu nướng mệt nên mua đồ ăn ở nhà hàng về luôn. Vậy để em gọi điện cho ba về rồi cả nhà mình cùng ăn luôn ha. Thôi anh đi tắm trước nha. Ba đang ở đâu? Ba đang bàn công việc với khách hàng. Vậy hả? Chừng nào ba về? Chồng con á có mua mấy món ăn ở nhà hàng, con muốn ba về cùng ăn với cả nhà cho vui. Cả nhà cứ ăn trước đi, đừng chờ ba. Dạ, vậy ba về sớm nha. Ba vẫn còn chưa khỏe lắm. Ba biết rồi cục cưng. Hùng con nha. Dạ, con chào ba. Ăn bữa cơm cuối cùng với vợ con mày đi. Ngày mai tao tỉnh mà. Bác Nhàn ơi, bác Nhàn. Bác Nhàn ơi, bác có nhà không bác Nhàn ơi? Dạ con chào bác. Dạ anh Đại là sếp của con. Sáng nay anh đi làm bị tai nạn giao thông, đang nằm ở trong bệnh viện bác ạ. Trời đất ơi, con trai của tôi có sao không? Sao nó không gọi điện gì cho tôi vậy? Dạ, anh bị thương nặng lắm. Bây giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện đó bác. Cho nên con chạy tới để rước bác vô bệnh viện lo cho anh. Công ty cử con để tới rước bác, mình đi cho kịp bác. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu chờ tôi chút xíu nha. Dạ.
Nhanh lên bác, anh Đại tỉnh rồi, chờ mong gặp bác. Cô tôi tỉnh rồi hả? Dạ. Cảm ơn trời Phật. Nhanh đi bác. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho anh. Công trình của tôi đang vô giai đoạn nước rút. Nếu không có trục trặc về tài chính thì tôi đã không cầm cố căn biệt thự này. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi về xem qua hồ sơ. Nếu như ok thì tuần sau tôi sẽ cho người qua thẩm định. Tôi có thể nâng giá thẩm định lên để cho anh dây cao. Quan trọng là phần trăm quê hồng anh có chịu chi hay là không. Trước khi được giới thiệu gặp anh, tôi cũng đã nghe qua 10% hoa hồng thật sự hơi cao. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh cứ tính đi. Anh chi quê hồng 10%, mà anh lấy lại được lãi suất ngân hàng, anh có lợi. Hay là anh dây nóng, giá thấp nhất cũng từ 6-10% cho một tháng. Tôi biết, nên tôi mới đồng ý gặp anh. Mong anh giúp đỡ cho tôi càng nhanh càng tốt. Ok. Nếu như anh cần gấp như vậy, tôi sẽ về trình hồ sơ lên sớm. Bây giờ tôi phải về công ty của cuộc họp. Chào anh. Mong anh giúp tôi càng nhanh càng tốt. Bỏ chân ra, mày muốn gì? Trời, tao chút tiền cũng sai coi, giả quá rồi. Thằng đi, mày tưởng tao là ai mà tới làm tiền hả? Cái tuổi nghiện ngập của tụi bay bây giờ lộc hành ghê. Biển đi, nhiều đây không có đổ. Mày muốn tao kêu công an tới không hả? Ban ngày ban mặt xin điểu hả mày? Mày mà kêu công an tới là mày hối hận đó. Tao không có xin, mà tao có thứ này muốn bán cho mày, mày mua không? Giá chỉ có 50 triệu thôi. Thằng điên, cái loại như mày á thì có gì mà bán. Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám quấy rầy tao nữa thì đừng có trách. Cái mạng của má mày có đáng giá 50 triệu không? Mày nói cái gì? Tụi tao sống ở gần xóm nhà mày, biết má mày có con là đại gia. Giờ tụi tao giả quá, không có tiền hút chích. Bắt má mày làm con tin, chỉ xin 50 triệu thôi. Mày đồ láo, mày định gạt tao hả? Được, mày không tin á, thì nói chuyện với má mày đi. Gì đâu mày? Anh à, cho má nó nói chuyện với nó đi. Nói nhanh lên mày. Alo. Đại hả? Má đây. Má? Là má hả má? Giờ thì mày tin tao chưa? Tụi tao không dám đòi hỏi nhiều. Đại gia như mày, 50 triệu có đáng là bao? Mày mà làm khó tụi tao, một tiếng nữa không thấy tao đem tiền về, bạn tao cắt cổ má mày không chừng đó. Mày. Được, 50 triệu thì 50 triệu. Tao nói cho mày biết, mày dám đụng tới một sợi tóc của má tao thì mày biết tao. Ừ, chỉ cần mày đừng manh động báo công an, lấy tiền rồi đi theo tao, tao chỉ đường cho mày tới chỗ chuột má mày về. Tao không có đủ tiền mặt ở đây, chờ tao rút thẻ ATM cái đã. Được, tao sẽ bám sát theo mày. Nếu mày dở trò gì đó, tính mạng của má mày tao không có đảm bảo đâu. Tụi mày là đồ khốn. Được, cần tiền tao sẽ cho mày tiền. Đúng là một lũ nghiện ngập chết tiệt. Đại ca, nó đã sụp bẫy rồi, để em dắt nó vào hang. Okay. Sao không đi theo tao nữa? Tụi mày tính văn bẫy tao hả?
đưa tao vô một con đường vắng như vậy. Lão có âm mưu gì? Âm mưu con mẹ gì nữa. Nói với mày rồi, 50 triệu thôi. Thả bà già mày ra liền. Chỉ có vậy thôi sao? Tụi tao lâm vào bước đường cùng. Bắt bà già mày chỉ muốn kiếm chút tiền hút chích. Hay là mày nghĩ tụi tao âm mưu cướp xe của mày? Tụi tao cũng chỉ cần tiền mặt, chẳng có âm mưu gì lớn lao cả. Thôi được rồi, nếu mày á tiếc 50 triệu, tao đi về đây. Báo cho mày biết, má mày sẽ bị bỏ đói chết ở khu này đó. Chuẩn bị lo hậu sự đi. Khoan đã, tao không tiếc 50 triệu. Số tiền đó không là gì với tao cả. Nhưng mà nếu đơn giản như mày nói thì không có vấn đề gì. Tao chỉ sợ là... Sợ con mẹ gì? Âm mưu bắt cóc mày hả? Mày nghĩ đi, vài thằng người ốm yếu như tụi tao làm gì được mày? Được rồi, vậy tao sẽ đợi ở đây. Tụi mày đưa má tao ra đây trao đổi, tụi mày sẽ nhận được tiền. Ủa, ba không đi làm hả ba? Hôm nay ba thấy mệt nên nghỉ ở nhà một bữa. Vết thương nó lại đau. Ba à, ba đừng cố làm nhiều. Giờ sức khỏe của ba là trên hết. Ba biết mà. Con mới đưa thằng cu Tít đi học ha? Dạ. Con đưa Tít đến trường rồi tranh thủ mua ít đồ ăn cho ba. Người ta nói cha mẹ là chỗ dựa cho con cái, nhưng đôi khi ngược lại, giờ con là chỗ dựa của ba. Không có con, ba không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Con được bao giờ rời xa ba nghe con? Làm sao con có thể rời xa ba được? Con thương ba nhiều lắm. Giá như gia đình mình được đoàn tụ như ngày trước thì con sẽ vui lắm ba. Ba sẽ vì con mà làm tất cả, cho dù chuyện gì có xảy ra. Con phải biết rằng ba luôn luôn ở bên cạnh con. Con gái của ba thật mong manh yếu đuối. Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Mày có thấy nhà đằng đó không? Má mày đang ở đó đó. Chỉ có thằng bạn nghiện của tao ở đó giữ má mày thôi. Tới đó rồi mày giao tiền, tao thả người, chúng ta chia tay. Thôi được, tới đó thì tao đi. Chỉ cần nhìn thấy má tao, tao sẽ đưa tiền cho tụi mày. Ok. Bà đâu rồi mày? Bà khóc lóc tu tréo gì ở trong. Tao cho uống thuốc ngủ. Bà ngủ rồi. Ngủ trong. Đây là 50 triệu. Chỉ cần hai tụi bay thả má tao ra thì số tiền này sẽ thuộc cho tụi bay. Ê, có tiền chơi cho mày. Mấy bữa nay tao vật vả quá. Mày yên tâm, 50 triệu này chơi xả láng rồi chết cũng được. Ừ. Má mày đang nằm trong này nè. Mày vô đem bả ra, đưa tiền cho tụi tao. Không. Hai tụi bay đem má tao ra xe thì số tiền này sẽ thuộc về tụi bay. Mày nghĩ làm sao? Hai thằng xì ke tụi tao khiêng nổi bà già đó. Tụi tao á đứng còn không vững, gió thổi một cái là bay mất tiêu. Mày muốn má mày đập đầu xuống đất hả? Trước khi ra về hả? Nhưng mà làm sao tao biết chắc được là má tao đang ở trong đó? Mày theo tao đi rồi biết. Đi. Má. Gì vậy mày? Thấy người rồi, đưa tiền đây. Tiền mày đâu?
Tiểu. Má. Má. Tỉnh lại đi má. Chào đại ca. Chào đại ca. Không biết chừng nào nhà mình mới trở lại vui vẻ như xưa. Con xin lỗi nội. Con không cố tình khóc để làm cho nội và mọi người buồn. Nhưng sao nước mắt con cứ tuôn ra mỗi khi con nhớ đến mẹ và anh hai. Nội đâu có ý trách con, mà nội nói vậy thôi. Trước kia gia đình mình vui vẻ biết bao, rồi tai nạn nó ập đến, hết chuyện này tới chuyện khác, cứ như là sao quả tạ chiếu vậy. Thôi được, cha con mình sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện. Ngày mai ba và con sẽ lên chùa năn nỉ mẹ coi sao. Thiệt hả ba? Ba đồng ý lên chùa gặp mẹ hả? Nhìn con như vậy á, ba chịu không có được. Có xuống nước năn nỉ mẹ con một tiếng thì đã có sao đâu. Cảm ơn ba nhiều lắm. Con nghĩ vậy là đúng đó hả? Con thử lần nói chuyện với vợ con coi sao. Ba, nếu mẹ chịu về thì tốt quá ha. Sau đó nhà mình lại tập trung đi tìm anh hai nha ba. Nha ba. Kìa ba, chẳng lẽ anh hai không phải con của ba hả? Không lẽ ba định bỏ mặc anh hai sao ba? À, đâu có. Là ba cho người đi tìm anh hai con rồi chứ. Ba sẽ cố gắng hết sức. Cứ nghĩ á, đến cái ngày cả nhà mình được đoàn tụ, con muốn phát điên lên được. Giờ con xuống bếp nấu cái gì ngon ngon cho cả nhà mình ăn nha. À, để con gọi điện thoại nói chồng con về nhà ăn cơm cùng luôn. Làm cái gì mà vợ gọi điện thoại không chịu bắt máy vậy? Chắc là chồng con đang họp hành gì đó thôi. Thôi kệ anh đi, để con xuống bếp xem nấu món gì cùng lụa. Gọi anh sao cũng được mà. Không ngờ hai thằng nghiện diễn kịch cũng tới nơi tới chốn. Tiền cách xê của tụi nó còn cao hơn là ngôi sao sân khấu nữa. Diễn có một chút xíu mà đại ca cho 20 triệu, tụi nó mừng thúm à. Nó không diễn hết mình mới là lạ. Mày không diễn cũng được 5 triệu trong cái phần 50 triệu của thằng này, mày còn đòi gì nữa? Em biết mà, xong cái vụ này á, anh em mình còn hơn tụi nó gấp 100 lần á. Em đâu có ganh tị với tụi nó làm gì. Làm cho nó tỉnh lại đi, chờ đợi sốt ruột quá. Kết thúc đi. Dạ. Ê, ê, tỉnh lên mày. Mở mắt ra nói chuyện với đại ca tao mày. Quất có một cái mà định làm dạ luôn hả mày? Ugh!
mày làm gì má tao rồi? Mày yên tâm, má mày đang bình yên ở nhà. Mục tiêu của tụi tao là mày, chứ không phải cái bà già đó. Bây giờ mày muốn gì? Đùa giỡn với mày một chút trước khi tiễn mày đi xa. Dừng lại, đừng quá tay hết hiệp một. Tao biết là ai sai mày làm chuyện này. Mày muốn lấy mạng tao đúng không? Tao nghĩ mày cũng đoán ra được điều này. Nhưng thông cảm, tao chỉ là thằng làm công. Ông chủ dặn sao tao làm vậy. Ông ta dặn trước khi chết đùa với mày một chút, không để cho mày chết một cách dễ dàng được. Gan mày cũng to lắm, dám cho người ám sát ông chủ. Nhưng mà tao không dễ chết cho mày tưởng đâu. Mày ngon, vẫn còn cái thối ngạo mạn. Để coi mày ba đầu sáu tay gì để thoát khỏi cái chết của ngày hôm nay. Đang ở đâu đây? Dạ, ở đây là trạm chờ xe buýt đó bác. Tại sao tôi lại ở đây? Bà có sao không vậy? Tôi thấy bà nằm ở đây lâu lắm rồi. Tôi tưởng đâu bà là dân vô gia cư. Nhưng nhìn bà sạch sẽ như vậy, tôi biết là không phải rồi. Thôi, bác ngồi ở đây nghỉ chút đi, rồi từ từ tính. Sao đầu tôi lại nhức ong ống như vậy? Tôi thấy khát nước quá. Con có nước nè. Bác uống tạm nước của con nha. Nè bác. Cảm ơn. Dạ. Bà nhớ ra chưa? Tại sao lại nằm ngủ ngoài này? Kỳ vậy. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị người ta lừa bắt đi. Cháu có điện thoại không? Dạ có. Bác cần gọi điện cho con trai bác gấp. Đây nè bác, bác gọi đi. Bác đọc số không bấm cho. Cháu bấm giùm bác số 0978. Kệ mẹ cái điện thoại đi nè ca. Kết thúc cho rồi, lỡ có ai phát hiện thì chết á. Ê, tao muốn nói lời cuối cùng. Được, tao cho mày một ân huệ. Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Mày hãy gọi điện về và nói với ông Hải là chuyển lời cuối cùng của tao. Nếu tao chết thì con gái ông ta sẽ biết hết tất cả sự thật. Tao thừa biết ông ta sẽ không buông tha cho tao. Vì vậy tao đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mày đâu muốn chủ mày phát điên lên. Dù gì ông ta tỉnh táo, nếu làm tay sai thì cũng kiếm được một mớ tiền. Và tao cá là ông ta sẽ phát điên lên vì bị đứa con gái ruột quay lưng. Khi nó phát hiện ra sự thật về một người cha độc ác của ta đã tôn thờ,
tính sao đại ca? Gọi hay không gọi? Không phải chuyện của mày, để tao tính. Dạ. Mày gọi đi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một cách êm xuôi. Nếu như hôm nay tao thoát khỏi thì coi như tao cũng chẳng cần biết nữa. Con đó, dành thời gian mà vô bệnh viện kiểm tra lại vết thương đi. Đừng có chủ quan, con cũng có tuổi rồi đó. Dạ. Xong chưa? Chưa nói cái gì? Chờ tôi một chút nha. Nói đi. Em cũng định hạ thủ nó rồi, nhưng nó yêu cầu em gọi về cho anh, nói một việc quan trọng. Đừng có bị nó lừa. Giữa tôi và nó không có gì quan trọng. Ra tay đi. Dạ. Anh nghe em nói hết rồi hắn quyết định. Em sợ sau này cả em và anh đều hối hận thì không hay. Chú nó đại đi, đừng có lọc chồng nữa. Nó nói nó biết trước là anh sẽ ra tay, nên nó đã chuẩn bị sẵn. Nếu nó chết, con gái anh sẽ biết hết sự thật về anh. Nó định hăm dọa tôi sao? Bằng mọi cách chú phải bắt nó câm cái miệng lại. Anh nói với ông ta, mở hộp tủ thứ ba ở bàn làm việc, nằm sâu bên trong là một cái bì thư. Ở bên trong cái bì thư là một cái USB. Khi ông ta xem đi, rồi hãy nói chuyện với tôi. Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai tôi không? Sao nó không chịu nghe máy? Ngoài số điện thoại đó ra, bác còn nhớ số điện thoại của ai không? Bác nói đi con bấm cho. Con dâu tôi. Tôi chỉ nhớ có số của hai vợ chồng nó thôi. Con bấm cho. Cháu bấm giùm bác số 0909. Ủa, má hả? Má gọi số điện thoại của ai mà lạ quá vậy má? Con à, chuyện dài lắm, má cũng không biết nói sao nữa. Bây giờ má sợ lắm. Má bình tĩnh, từ từ nói cho con biết. Có chuyện gì xảy ra với má vậy? Giờ má đang ở đâu? Hình như má đang ở trạm xe buýt ở quận 3. Má làm gì mà xuống tuốt dưới đó vậy? Má bị người ta bắt đi. Trời ơi, má bị người ta bắt cóc hả? Kim Ngân, con đừng lo cho má. Má không sao đâu. Má sẽ tự đón xe buýt đi về nhà. Con coi liên lạc với chồng con đi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Má gọi hoài mà nó không bắt máy. Chuyện gì vậy con? Nội, làm ơn trả lời em đi anh. Nội, ba con đâu rồi nội? Hình như ba con đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Dạ. Kìa, Ngân à. Sao nhà này kỳ vậy? Sao ngày nào cũng có chuyện vậy? Trời ơi, chắc điên với cái nhà này quá à. Ba. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, lại xảy ra chuyện nữa rồi. Từ từ nói ba nghe là chuyện gì. Má chồng con mới điện thoại cho con. Ba nói con được con mất, nên con không hiểu rõ lắm. Hình như má chồng con bị người ta bắt cóc rồi. Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Bà ấy già rồi, nhà lại nghèo, người ta bắt bà làm gì? Thật sự con không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng má chồng con nói đừng có lo, má chồng con không sao. Giờ người đáng lo nhất là chồng của con bà. Thằng Đại làm sao nữa? Điện thoại chồng con không liên lạc được. Má chồng con và con đã liên lạc nhiều lần rồi. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với chồng con rồi. Ba ơi, ba mau nghĩ cách đi ba. Con bình tĩnh đi. Để ba thử liên lạc với thư ký bên công ty HGS coi có họp hành gì không. Alo, cho tôi hỏi có phó giám đốc Quang Đại ở đó không? Sáng nay ở bên đó có họp hành gì không? Tôi biết rồi. Được rồi. Bên đó báo là sáng giờ
chồng con chưa tới công ty. Ơ kìa, Ngân à, Ngân, có sao không con? Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như vậy? Chồng con có chuyện gì nữa? Sao mà con sống nổi? Ba trông chừng Kim Ngân, con phải ra ngoài giải quyết chuyện này. Ba ơi, ba nhớ cứu chồng con nha ba. Không có anh ấy con sống không nổi đâu ba. Con hết sức chịu đựng rồi. Ba ơi, con hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện cho ổn. Đừng để con bé phải chịu nhiều chuyện như vậy. Nó chịu không nổi đâu. Cái chết của mày đã được định đoạt. Mày dùng chiêu gì mà ông ấy lại chịu đàm phán với mày vậy? Tao có một lá bùa hộ mệnh. Dạ chủ. Con chào ba. Cảm ơn ba đã bỏ chút thời gian tới đây với con. Mày đừng có vội ngạo mạn như vậy. Tao sẽ giết chết mày ngay lúc này. Nếu đổi cái mạng này để trả thù cho cái chết của em gái tôi và cháu tôi thì cũng đáng. Và nếu cái chết của tôi có thể dạch trần được tội lỗi không về đứa con gái cưng, để cô ta biết rõ bộ mặt thật của người cha như không mà cô ta từng thần tượng thì cũng đáng. Ông ra tay đi. Mày đừng có vội ngạo mạn như vậy. Tao sẽ giết chết mày ngay lúc này. Nếu đổi cái mạng này để trả thù cho cái chết của em gái tôi và cháu tôi thì cũng đáng. Và nếu cái chết của tôi có thể dạch trần tội lỗi không về đứa con gái cưng, để cô ta biết rõ bộ mặt thật của người cha như ông mà cô ta từng thần tượng thì cũng đáng. Ông ra tay đi. Ra ngoài, tao cần nói chuyện riêng. Dạ, dạ. Đi tụi bay. Đại ca, đại ca, thằng này nó cao cơ thiệt ha. Nó có thể lật ngược ván cờ sinh tử trong giây lát. Mày cầm dạ. Cái miệng mày lại. Ổng mới nghe được là mày vô thế chỗ thằng kia nghe mày. Dạ dạ. Tôi biết ông có thể bất chấp cả thế giới này nghĩ gì về ông. Nhưng điều ông lo sợ nhất là sự coi thường, khinh bỉ của đứa con gái mà ông hết lòng thương yêu và nâng niu như báu vật. Nếu như một ngày nào đó của công chúa Kim Ngân phát hiện ra cái lâu đài mà ông đang xây dựng sự dối trá, độc ác và bằng thủ đoạn đê tiện nhất, thì cô công chúa ấy sẽ ra sao? Ngã gục hãy nhìn cha mình bằng ánh mắt căm thù. Đủ rồi, câm miệng lại. Tao giết mày. Tao giết mày. Sao cùng ai nhấc máy hết vậy? Mọi người làm sao vậy? Con à, từ từ đi con. Chờ có ba con tới công ty coi có liên lạc được với chồng con không, rồi mới gọi cho con được chứ. Là số điện thoại bàn của má chồng con.
hả? Con này má. Má vừa về tới nhà, con đã liên lạc được với chồng con chưa? Má thấy lo quá à. Người má bây giờ muốn rụng chân tay, đứng không vững nữa. Con vẫn chưa điện thoại được cho ảnh. Ba con đang đi tìm ảnh. Má, má cứ bình tĩnh nha má. Con sẽ chạy qua má liền đây. Nội, con phải chạy qua nhà má chồng con liền. Con lo cho bà nội của thằng cu tít quá à. Con đừng có lái xe nha. Tinh thần của con không tốt đâu. Con đi taxi đi. Dạ, con biết rồi. Nội cứ nhà canh chừng. Có thông tin gì nội báo cho con biết nha nội. Được rồi. Dạ. Con giết mày. Đại ca, rốt cuộc ông ta muốn nó sống hay là chết vậy đại ca? Không, tao sẽ giết chết mày. Làm sao tao biết được mà mày hỏi tao? Muốn đối đầu với tao hả? Nếu ông giết chết nó kiểu này thì dấu vân tay ông sẽ đối với tao chứ gì. Trước sau gì công an cũng điều tra ra mình. Tao sẽ cho mày. Làm sao hay đại ca? Tao sẽ cho mày chết. Tao giết mày. Đại ca, đại ca dừng tay lại. Đại ca, có chuyện gì? Đại ca, nếu anh muốn nó chết cứ nói với em một tiếng em xử liền, không cần anh ra tay liên lụy sau này. Tao muốn tự tay giết chết thằng khốn nạn này. Mày lẻn vào nhà tao, giờ còn định phá hoại tình cảm của cha con tao sao? Là ông ép tôi trước. Ông hại em gái tôi chết thê thảm. Tôi chỉ muốn trả thù cho Mộng Điệp. Là tự cô ta đưa đầu vào thòng lọng, tham vọng để giết chết đứa con gái đó, chứ không phải là tao. Nó chỉ là một đứa con gái non nớt. Nó đã rơi vào bẫy của ông. Hận thù ân oán của cha con ông thì liên quan gì tới em gái của tôi? Tại sao, tại sao các người lôi nó vào cuộc? Sao các người ép nó vào một cái chết trẻ như vậy? Hả? Đại ca, bớt nóng đi đại ca. Đại ca nghe em nói nè. Anh nghe em nói nè. Anh nên bình tĩnh lại. Giờ anh muốn xử lý nó ra sao? Nói nhanh gọn em làm liền. Chứ để dây dưa, lỡ người khác phát hiện thì sao? Không chừng má nó đi báo công an rồi. Đại ca suy nghĩ đi. Nó đang nắm giữ nhiều bí mật cá nhân của tôi. Nếu để con gái tôi biết, tôi sợ con bé sẽ chịu đựng không nổi. Tôi có thể hủy hoại cả thế giới này, nhưng tôi chỉ sợ nhất là làm tổn thương con bé. Vậy anh quyết định để cho nó sống, liệu nó có khai ra mình không? Để tôi xử lý chuyện này. Được, tao nghe đây. Bây giờ mày muốn gì? Tôi không hề sợ chết, nhưng tôi cũng rất muốn sống để phụng dưỡng mẹ già và lo cho con trai của tôi. Giữa tôi với ông sẽ có một sự trao đổi song phẳng. Nếu như ông để cho tôi yên thì coi như mọi việc chấm dứt từ đây. Và Kim Ngân sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Làm sao tao tin mày cho được? Chính là cái mạng của tôi. Ông đang nắm cái mạng của tôi mà. Mày lấy ngay cái USB mà mày đã gửi cho ai đó, đem về nộp lại cho tao. Chuyện đó không thành vấn đề. Ít ra trước mặt Kim Ngân, chúng ta cũng nên sống hòa thuận với nhau. Mày nghe cho kỹ lời tao nói. Nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết không tha. Tạm thời, tao tha cái mạng chó cho mày đó. Cảm ơn. Cảm ơn ba nhiều lắm. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy cái mặt sất láo của mày một lần nữa. Đừng chọc tức tao. Mày sẽ không có kết quả tốt đâu. Hãy tìm cách trả lời cho Kim Ngân yên tâm. Nếu như mày muốn tồn tại trên đời này,
Alo, bà xã hả? Má, ảnh nghe máy rồi má. Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh lại không nghe máy vậy? Má với em lo cho anh lắm. Má đang khóc hết nước mắt nè. Em đang ở bên nhà má hả? Dạ, em vừa chạy qua. Hình như sáng nay má bị người ta bắt cóc đó. Mà tại sao lại thả má về? Còn anh có bị làm sao không? Người ta không bắt cóc má. Người mà họ muốn bắt chính là anh. Trời ơi, người ta bắt cóc hả? Nhưng mà người ta bắt anh làm gì? Giờ anh đang ở đâu vậy? Người ta bắt anh để đòi tiền chuộc. Biết anh là con rể của đại gia mà. Nhưng mà cũng may quá, ba rất là thương anh. Ba đã đem tiền tới chuộc anh rồi. Em yên tâm đi. Trời ơi, sao lại kinh khủng vậy? Ba đang ở đây với anh. Em nói chuyện với ba đi. Ba nghe đây con gái, con yên tâm. Ba đã giải quyết mọi chuyện xong ổn thỏa. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con cảm ơn ba. Con đừng có lo lắng quá. Về nhà đi con. Dạ, con biết rồi ba. Một thỏa thuận, một cam kết miệng giữa tao và mày tại đây. Tao sẽ để cho mày yên. Nếu như mày biết ngậm miệng lại, nếu như mày dám phá vỡ nguyên tắc này, tao sẽ lấy mạng mày trong tích tắc. Tha cho nó hả anh? Tạm thời là vậy đi, từ từ tôi sẽ tính cách khác. Cảm ơn lá bùa hộ mệnh. Ông không dễ gì đụng tới tôi đâu. Má, thì ra bọn bắt cóc chỉ dàn cảnh thôi. Người bọn chúng muốn bắt cóc là chồng con. Nó đòi bao nhiêu vậy con? Tính mạng của thằng Đại bây giờ ra sao rồi con? Má à, má đừng lo. Bà còn đã tới gặp tụi nó và trả tiền rồi. Anh Đại không sao đâu. Trời Phật đã che chở cho thằng Đại. Má mang ơn anh xui nhiều lắm. Làm sao mà má trả nổi đây? Má đừng nghĩ ngợi gì hết. Giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Má nghỉ ngơi đi ha. À, hay con pha cho má ly sữa nha. Con không cần lo gì cho má đâu. Con đi về, coi chồng con sao không? Tụi nó bắt cóc, có hành hung gì nó không? Đi đi con, có gì thì báo cho má biết liền nghe. Dạ. Vậy con chạy về nha má. Ừ. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, mai con với chồng con sẽ qua thăm má. Ừ. Cảm ơn con nhiều lắm Kim Ngân. Má nghỉ ngơi đi, con về nha. Ừ. Cái thằng thiệt có phước, lấy được con vợ nhân hậu biết trên biết dưới. Sau này mà con đối xử không tốt với Kim Ngân thì con đừng có trách má. Sao tụi nó khốn nạn quá vậy? Đáng anh không tiếc tay. Hay là em đưa anh vô bệnh viện nha? Phải đó Đại. Để nội và vợ con đưa con vô bệnh viện kiểm tra. Biết đâu con bị nội thương bên trong thì sao? Con không sao đâu. Anh giữ được cái mạng quay về là tốt lắm rồi. Con cũng không muốn vào bệnh viện. Công an mà biết được thì rắc rối lắm nội à. Tụi này giả man quá. Chỉ là tiền thôi mà, đâu có cần phải đánh anh ra nông nổi như vậy đâu. Dựng một màn kịch bắt cóc công phu, đòi tiền chuộc 500 triệu. Nội thiệt tình không hiểu chuyện này ra sao. Cũng may là ba con có tiền mặt, nếu không thì tính mạng của anh Đại chắc không còn đâu. Anh thấy ba thương anh nhiều chưa? Sau này anh nhớ sống tử tế và nghe lời ba nha. Ba em là người tốt, tốt nhất trần gian này mà anh biết.
Dạ con nghe nè ba. Sao giờ này con chưa về? Ba đi ngủ đi. Đêm nay con sẽ không về đâu. Đầu óc con căng thẳng quá. Con ra ngoài một đêm. Thôi được rồi. Con có làm gì thì cũng phải ráng lo cho sức khỏe. Cái nhà này á, con là trụ cột, con có biết không? Dạ. Chào ba. Lâu lắm rồi anh mới gặp em. Em nhớ anh, nhưng không biết phải làm sao mới gặp. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Anh không còn thời gian dành riêng cho mình. Em biết chứ. Cho nên em đâu có dám làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh nhớ đến em là đủ rồi. Anh bị stress, căng thẳng vô cùng. Bây giờ em làm gì để anh cảm thấy thoải mái đi? Mẹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa đi mẹ ơi! Mẹ ơi! Mở cửa cho con đi mẹ ơi! Ba lên đi gặp mẹ kìa mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa ra đi mẹ ơi! Mẹ ghét con! Ghét ba đến vậy sao hả mẹ? Mẹ về nhà đi mẹ. Con cần mẹ. Mẹ ơi, nhà mình bây giờ lạnh lẽo lắm, không có bàn tay chăm sóc của mẹ, mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhiều chuyện xảy ra, con không sao chống chọi được. Mẹ ơi, mẹ về với con đi, con nhớ mẹ lắm. Con với ba về đi, mẹ không về đâu. Mẹ, mẹ, mẹ mở cửa ra đi, bà muốn gặp mẹ đó. Bà muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ không thể nói chuyện với ông ấy lúc này được. Con hãy hiểu cho mẹ. Tại sao vậy chứ mẹ? Có chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ mà tại sao con không được biết? Tại sao mẹ không nhìn mặt ba? Mẹ không thể nói cho con nghe vào lúc này được. Con thương mẹ thì đừng có tra hỏi gì nữa hết. Con về đi. Lần sau con đưa cô Tít lên thăm mẹ, rồi mẹ con mình nói chuyện. Đừng ép buộc mẹ thí chủ. Cả thể xác lẫn tinh thần của bãi mệt mỏi rất nhiều. Thí chủ hãy hiểu và thông cảm cho mẹ thí chủ. Con nhờ sư chăm sóc cho mẹ con. Chưa bao giờ con thấy mẹ con suy sụp như lúc này. Dạ, con nghe lời sư, con nghe lời mẹ con. Con về đây. Thí chủ là một đứa con hiếu thảo, trời Phật sẽ phù hộ cho thí chủ.
Mẹ ơi, con về đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Rồi mấy ngày nữa con sẽ đưa cháu lên thăm mẹ. Ngân, kể cô đi. Anh á, đi chơi khuya như vậy mà không sợ gấu mẹ vĩ đại ở nhà hả? Có gì đâu, anh ghét gì căn nhà đâu. Mày nói đúng hả? Là anh sợ. Em á, em nghe nói anh ở biệt thự mà xuống tới mồ hả? Em á, em ở phòng trọ, chỉ mong có một căn nhà cấp 4 thôi mà không được nữa. Không, căn nhà đó nhìn bề ngoài thì như một tòa lâu đài, nhưng những gì ở bên trong là cả một địa ngục. Anh không thích gì căn nhà đó. Thôi, mọi người vô đi. 100% nha mọi người ơi. Vô nha. Gì cô ấy vậy? Nhật Linh nhìn thấy mình như là thấy quỷ dữ. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao? Sao giờ này anh còn chưa chịu về nhà? Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Dạo gần đây ba con cư xử khá kỳ cục. Ba dường như tìm mọi cách để ra khỏi nhà. Ngày nào ba con cũng say hết. Tồi tệ nhất cứ tấn công mẹ. Mẹ không biết mẹ sẽ trụ vững được bao lâu nữa con à.
một gia đình hạnh phúc, một người vợ mình yêu nhất trên đời và những đứa con cưng. Nhưng tại vì ai, vì đâu mà gia đình này đã biến thành địa ngục như ngày hôm nay chứ? Cuối đời mình chỉ mong thấy con cháu sống vui vẻ hạnh phúc, mà giờ đây thấy gì? Một cuộc chiến âm thầm đang hủy hoại cả căn nhà này. Không thể cứ tiến thoái lưỡng nan như vậy được. Cầm cự nhưng cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được cái gì. Vậy tổng giám đốc có quyết sách gì? Tôi quyết định bán bớt một số cổ phần của em Tribang. Cậu giúp tôi lo việc này. Dạ. Phải giải quyết dứt điểm một số nợ nần dây dưa như vậy hoài khiến tôi rất là mệt mỏi. Cổ phiếu liên tục sụt giảm, số tiền mà tổng giám đốc thua lỗ cán ngưỡng ngàn tỷ, bất động sản thì đang đóng băng. Xem ra chúng ta không còn cách nào để gỡ được nữa rồi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đầu tư vào bất động sản. Với những dự án lớn, giờ hầu như tất cả các dự án đều tê liệt, tiền huy động vốn từ các công ty con. Tôi trút vào những phi vụ này không ít. Số cổ phần mà tổng giám đốc đang nắm giữ ở MTBank tầm khoảng 70%. Nếu như bán thì bán ra khoảng bao nhiêu? 30%. Bao nhiêu đó tôi mới có thể giải dây một số nợ được. Tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái trầm trọng, khiến chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khi chúng ta chạm đáy sẽ có một đường đi lên, giống như biểu đồ hình xin. Và tổng số tài sản mà tổng giám đốc đang nắm giữ và các dự án bất động sản là rất lớn. Khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng khả quan thì tổng giám đốc sẽ thu hồi lại vốn nhanh thôi. Tôi cũng hy vọng là vậy. Vào đi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Ừ. Chào anh. Chào anh. Dạ, ba gọi con tới gấp, có chuyện gì không? Cậu ngồi đi. Dạ. Cô Tiết, con nhớ mẹ. Bà nhớ con lắm. Dạ, con chào ba. Ba có khỏe không? Ba khỏe. Sao con ốm quá vậy Linh? Dạ, hôm nay con đỡ nhiều rồi. Mẹ con bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Tháng trước mẹ con còn đi đứng không vững nữa đó nội. À mẹ, con đem đồ vào cúng dường cho chùa nha mẹ, để con ra xe lấy. Ừ. Con đưa ba đi chào sư bà đi con. Dạ, sư bà nhập thất ngày hôm qua, một tuần thì mới ra thất. Vậy hả? Dạ, con mời ba ra sau nhà khách của chùa uống trà. Hãy cho con mình ra kia nói chuyện được rồi con, không cần đứt nô gì đâu. Dạ. Cô Tít ơi, lại đây chơi với mẹ nè, để cho bà ngoại và cố nói chuyện con. Lại đây con, nhanh lên. Cô Tít nghe lời mẹ, lát bà hái ổi cho con ăn nha. Dạ. Cô Tít của mẹ ngoan ghê á. Dạ, con mời ba. Linh à, về nhà đi con. Bộ con tính ở luôn trong chùa sao con? Tôi và cậu đang cố chịu đựng lẫn nhau để mà sống. Là kẻ thù phải ở chung một nhà chẳng dễ chịu gì đâu. Tôi và cậu đã có một cam kết ngầm. Vì con gái, tôi đã nhường cậu một bước. Tôi để cho cậu sống chỉ vì muốn bảo vệ cho con gái của tôi. Tôi không muốn nó bị tổn thương. Tôi muốn nó có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng cậu đã làm gì nó? Vợ chồng con vẫn bình thường mà ba. Cậu nói láo.
Tôi đã nhìn thấy tất cả. Cậu bỏ bê con gái tôi, ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Nó đã buồn vì chuyện gia đình. Cậu không an ủi chăm sóc nó, còn làm cho nó tổn thương sao? Con gái ông đang trả nợ cho cha đó. Ông biết không? Cậu dám nhìn tôi với ánh mắt như vậy sao? Con xin lỗi ba. Là con sai rồi. Con sẽ sửa. Cậu đừng có ép tôi vào con đường cùng. Nếu muốn tôi làm ngơ để cho cậu sống yên ổn, thì nhớ phải đối xử tốt với con gái tôi. Nếu tôi còn thấy nó khóc, thì cậu đừng có trách tôi. Dạ. Tôi cũng hiểu. Cậu là thằng ghê gớm. Cái USB cậu giao nộp cho tôi chẳng có nghĩa lý gì. Cậu có thể làm hàng trăm cái như vậy. Cậu nghĩ là có thể dễ dàng uy hiếp tôi vậy sao? Dạ, thực sự là con không dám. Tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu đừng có đưa cái bộ mặt đạo đức giả của cậu với tôi nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Ra ngoài đi! Dạ thưa ba. Chén xanh chọi với chén kiểu, coi cái nào lỗi.